Xin chào các bạn, đây là chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Và đây là video đầu tiên trong chuỗi bài giảng mới gồm 18 video của môn quản lý hoạt động, môn PM Các bạn không nghe nhầm đâu, tuy hiện tại trên kênh thì đã có gần hết các cái video cho môn PM rồi Nhưng mà do mấy năm trước khi mà làm các cái bài giảng đầu tiên ấy Thì cái cách cấu trúc và trình bày hệ thống kiến thức của mình nó còn nhiều hạn chế Cho nên là mình quyết định sẽ làm lại một cái hệ thống bài giảng mới Tất nhiên là các video cũ vẫn hoàn toàn dùng được nha, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi phân tích hệ thống lại các cái kiến thức trọng yếu nhất của môn PM theo cái nguyên tắc 80 20. Mục đích là để các bạn có thể định hướng cái trọng tâm ôn tập cũng như là liên kết được các cái phần nội dung kiến thức của mình. Sau đó thì trong các cái video tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng nội dung một. Hãy bắt đầu nhé. Cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần phải đi tìm hiểu, cần phải đi làm rõ đó là cái môn học quản lý hoạt động này nó là học về cái vấn đề gì. Quản lý hoạt động, nói một cách đơn giản thì nó có thể được định nghĩa là các cái hoạt động mà được thiết kế để nhằm cải thiện hoạt động của tổ chức và đảm bảo đạt được các cái mục tiêu mà tổ chức đã đề ra. Để mà hình dung rõ hơn về cái quản lý hoạt động, quản trị hoạt động thì chúng ta hãy đi xem cái hệ thống phân cấp hoạt động trong doanh nghiệp. Theo cái mô hình này thì các cái hoạt động trong một doanh nghiệp sẽ được chia theo 3 cấp độ cấp độ thứ nhất là các cái hoạt động lập kế hoạch chiến lược thì đây là cái quá trình quyết định các cái vấn đề mang tính chất dài hạn ví dụ như kiểu là mục tiêu mục đích nhiệm vụ một tổ chức lý do tồn tại của một tổ chức kiểu như vậy nó cũng liên quan đến những cái vấn đề như là sự thay đổi trong các cái mục tiêu dài hạn này hay là các cái nguồn lực cần có để đạt được mục tiêu các cái chính sách điều phối việc huy động sử dụng nguồn lực và cái các cái hoạt động ở cái cấp độ này thường do cái bộ phận quản lý cao nhất thực hiện cái cấp độ hoạt động thứ hai là cấp độ kế hoạch chiến thuật hay là kiểm soát quản lý thì đây là cái quá trình mà các cái nhà quản lý họ đảm bảo rằng là các cái nguồn lực của doanh nghiệp được huy động và sử dụng một cách hiệu quả để hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra ở cấp độ chiến lược và cái cấp độ kiểm soát quản lý này thì thường liên quan đến cái bộ phận quản lý cấp trung kiểu như các cái bộ phận phòng ban cái cấp độ thứ ba cấp độ cuối cùng đó là cái cấp độ các cái hoạt động để kiểm soát hoạt động thì đây là quá trình để đảm bảo rằng là các cái nhiệm vụ cụ thể sẽ được thực hiện một cách hiệu quả để đạt được các cái mục tiêu đã đề ra ở hai cấp độ trước. Cái, cái hoạt động thuộc về cấp độ này thì liên quan đến từng người công việc cụ thể đến cái hoạt động hàng ngày của tổ chức, liên quan đến từng cái nhân viên cụ thể. Thì đó là ba cái cấp độ hoạt động của doanh nghiệp được chưa ạ? Vậy thì cái vấn đề chúng ta quan tâm ở đây là cái vai trò của quản trị hoạt động hay là quản lý hoạt động trong toàn bộ cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp này là gì? về mặt lý thuyết thì các cái quản lý hoạt động nó sẽ gắn liền với tất cả các cái hoạt động của doanh nghiệp và như thế thì tức là các cái quản lý hoạt động nó sẽ được thực hiện ở cả ba cấp độ hoạt động của doanh nghiệp một cái doanh nghiệp mà thực hiện cái việc quản lý hoạt động này tốt thì thường là sẽ xây dựng được một cái hệ thống quản trị hoạt động và một cái hệ thống quản trị hoạt động như vậy thì nó sẽ thường bao gồm các cái nội dung liên quan đến các vấn đề như là lập kế hoạch chiến lược này, quản trị rủi ro trong hoạt động này, quản trị con người này, à, hệ thống thông tin này, đo lường kiểm soát hoạt động này và đánh giá hoạt động này. Vậy cái câu hỏi trả giá tiếp theo ở đây là cái môn PM cái môn quản lý hoạt động của chúng ta thì sẽ phải học các cái nội dung nào trong các cái nội dung của cái hệ thống quản trị hoạt động mà chúng ta vừa đề cập? Thì cái câu trả lời ở đây đó là bởi vì cái môn PM của chúng ta nó là ở cấp độ cơ bản. Do vậy chúng ta sẽ chủ yếu xoay quanh các cái nội dung liên quan đến cái cấp độ là quản lý hoạt động, kiểm soát hoạt động. Cùng lắm là thêm một số các cái nội dung về lập kế hoạch chiến thuật mà thôi. Phải đến môn quản lý hoạt động nâng cao thì chúng ta mới đi tìm hiểu các cái nội dung liên quan đến lập kế hoạch chiến lược. Như vậy, cụ thể thì chúng ta sẽ phải học các cái nội dung gì trong môn PM cũng như là các cái nội dung này liên quan đến nhau như thế nào? theo như syllabus của acca thì chúng ta sẽ có năm cái chủ đề lớn trong môn pm đầu tiên là cái chủ đề về hệ thống thông tin thì mục đích của cái chủ đề này là nó giải thích về cái nhu cầu thông tin trong công ty để phục vụ cho cái mục đích quản lý hoạt động được chưa ạ sau khi đã biết là chúng ta cần cái thông tin gì rồi thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ba cái kỹ thuật để tính giá thành và hai cái kỹ thuật kế toán quản trị để mà thu thập và phân tích thông tin kiểu như là lúc đầu thì có dữ liệu, sau đó có dữ liệu rồi thì chúng ta sẽ tìm cách để phân tích cái dữ liệu đó được chưa Và sau khi mà đã sử dụng các cái kỹ thuật đó để lấy ra được cái thông tin mà chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thông tin này để đưa ra các cái quyết định hoạt động. Các bạn lưu ý đây là các cái quyết định hoạt động trong ngắn hạn nhá, bởi vì môn PM của chúng ta chỉ xem xét quản trị hoạt động ở cấp độ cơ bản thôi, chứ không phải là ở cấp độ chiến lược lên đến môn quản lý hoạt động nâng cao thì chúng ta mới xem xét đến việc đưa ra các quyết định hoạt động dài hạn. Sau khi mà đã đưa ra được các quyết định hoạt động rồi thì chúng ta sẽ phải kiểm soát cái việc thực hiện các cái quyết định này bằng cách là sử dụng các cái kỹ thuật lập dự toán và kiểm soát bằng cách phân tích các cái chênh lệch dự dự toán và thực tế, từ đó tìm ra cái nguyên nhân và điều chỉnh. Sau đó thì cuối mỗi kỳ, công ty sẽ thực hiện đo lường cái kết quả thực hiện công việc của các cái bộ phận cũng như toàn công ty bằng cách sử dụng các cái mô hình, các cái phương pháp đo lực hoạt động. Thì đó chính là cái mối liên hệ giữa các cái chủ đề của môn quản lý hoạt động. Các bạn lưu ý rằng là thực ra cái thông tin này nó rất là quan trọng bởi vì cái việc hiểu được cái mối liên hệ giữa các chủ đề này sẽ giúp chúng ta sâu chuỗi được kiến thức trong toàn bộ môn học. Nó cũng sẽ là cái cơ sở giúp chúng ta giải thích được bản chất của vấn đề. Thay vì là phải học vẹt. Bây giờ chúng ta hãy đến với cái phần nội dung cuối cùng trong video ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ đi xác định các cái nội dung trọng yếu của môn học theo nguyên tắc 80 20. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại một chút về nguyên tắc 80 20 tránh để các bạn hiểu nhầm. Nguyên tắc 80 20 thì nó dựa trên cái hiện tượng mất cân đối quan sát được, kiểu như là phần lớn của cả trên thế giới thì sẽ tập trung trong tay một số người hay là phần lớn kết quả sẽ được tạo ra từ phần ít các cái nguyên nhân tác động. Tỷ lệ thì thực ra không phải lúc nào nó cũng là 80 20, nó có thể là 90 10 hay là 95 5 hay là 70 30, 60 40. Người ta chỉ gọi cái tên là 80-20 cho nó dễ thôi Chứ còn bản chất là nó chỉ cái sự mất cân đối giữa nguyên nhân và kết quả Chính vì vậy chúng ta có thể áp dụng cái nguyên tắc 80-20 này vào việc nâng cao hiệu quả năng suất bằng cách Xác định ra đâu là số ít các cái nguyên nhân hành động mà có thể tạo ra phần lớn cái kết quả Và tập trung phần lớn thời gian công sức của chúng ta vào các cái hành động này để mà tối ưu cái đầu ra đạt được Áp dụng vào cái việc học của cái môn quản lý hoạt động chúng ta sẽ cần xác định đâu là phần ít cái kiến thức mà luôn xuất hiện trong phần lớn nội dung của đề thi và tập trung phần lớn thời gian vào học các cái nội dung này. Thời gian còn lại mới dành cho các cái phần kiến thức không trọng yếu, được chưa? Còn làm thế nào để mà xác định được trọng tâm của cái môn học này thì cái câu trả lời là chúng ta sẽ dựa vào bản chất của môn học mà chúng ta vừa mới đề cập đến lúc trước cũng như là đề thi môn quản lý hoạt động của các cái kỳ trước trên website của ACC. Theo đó thì cái trọng tâm kiến thức của môn quản lý hoạt động này sẽ rơi vào bốn chủ đề, 12 nội dung sau. Với cái chủ đề về các cái phương pháp tính giá thành và kế toán quản trị, chúng ta sẽ cần tập trung vào ba nội dung. Thứ nhất đó là bản chất của việc tính giá thành. Thứ hai là cái phương pháp tính giá thành ABC. Phân tích được cái sự khác biệt giữa cái phương pháp này với các cái phương pháp khác. Nội dung thứ ba đó là cái kỹ thuật kế toán quản trị Throughput accounting với cái chủ đề về kỹ thuật ra quyết định quản trị thì chúng ta sẽ tập trung vào ba nội dung thứ nhất là cái kỹ thuật phân tích chi phí sản lượng lợi nhuận thứ hai là kỹ thuật phân tích nhân tố giới hạn tức là ra quyết định trong điều kiện có nhân tố giới hạn và thứ ba là cái kỹ thuật ra quyết định khi có yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn cái chủ đề thứ ba mà chúng ta cần tập trung vào đó là chủ đề về kiểm soát và lập dự toán thì với cái chủ đề này chúng ta sẽ tập trung vào các cái nội dung sau thứ nhất là bản chất của việc lập dự toán các cái nguyên tắc chung ảnh hưởng đến cái việc lập dự toán phân biệt được các cái phương pháp lập dự toán nội dung thứ hai của chủ đề này mà chúng ta cần tập trung vào đó là cái cách phân tích định lượng trong lập dự toán với cái kỹ thuật hai lậu và cái mô hình learning curve nội dung thứ ba của chủ đề này đó là cái bản chất của tranh lệch giữa thực tế và dự toán hay là định mức và cái cách xây dựng công thức tính cũng như là phân tích các loại tranh lệch. Chủ đề thứ tư cũng là cái chủ đề cuối cùng mà chúng ta cần phải tập trung vào đó là liên quan đến đo lường hoạt động. Và với cái chủ đề này thì chúng ta sẽ tập trung vào ba cái nội dung. Thứ nhất là cái cách đo lường hoạt động của các cái tổ chức tư nhân theo các cái phương pháp đo lường truyền thống bằng các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính và phương pháp đo lường hiện đại với hai cái mô hình là Building Block và Balance Score Card. nội dung thứ hai của cái chủ đề này chúng ta cần phải để ý đến đó là cái cách đo lường hoạt động cho các cái bộ phận của một tổ chức với hai cái tiêu chí là RI và ROI. Và nội dung cuối cùng là cái cách xây dựng mức giá chuyển nhượng giữa các bộ phận trong một tổ chức. Như vậy là chúng ta sẽ có 12 cái nội dung tương ứng với bốn chủ đề cho cái môn quản lý hoạt động này. Và có nhiều bạn sẽ bảo là sao nội dung trọng yếu gì mà nhiều thế? Thì câu trả lời là chúng ta không chỉ áp dụng cái nguyên tắc 80 20 để mà xác định ra các cái nội dung thường xuất hiện trong đề thi mà ta còn áp dụng khi mà ta học từng cái nội dung đó nữa chứ không phải là cứ sách cái gì học đó bởi vì nhiều khi sẽ bị thừa, có khi lại là thiếu. Như vậy là sau video ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được 12 cái nội dung chúng ta cần phải tập trung vào để ôn tập cũng như là cái mối liên hệ giữa các cái phần nội dung kiến thức này rồi đúng không ạ? Trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai cái nội dung trọng yếu đầu tiên đó là tính giá thành và phương pháp ABC. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.